Quan Hưu xây nhà trái phép trên đồi để đọc sách, chuyện lạ ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nếu ai muốn sống ẩn dật, đọc sách cũng lên đồi xây nhà trái phép thì còn đâu đồi núi nữa. Chuyện là như vậy, ông Nguyễn Thăng, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, xây dựng căn nhà kiên cố trên khu đất đồi, xung quanh được bao bọc bởi lưới B40, bên trong có các công trình phụ và một bãi vật liệu xây dựng. Căn nhà này xây dựng trái phép, chính ông Nguyễn Thăng thừa nhận với phóng viên, đất ở đây tôi mua từ năm 2014, thời điểm đó tôi còn đương chức và có làm báo cáo kê khai tài sản. Toàn bộ nhà được xây tại khu vực này đều trái phép hết. Nói thêm về chuyện xây nhà trái phép, ông Thăng tâm sự rằng do lạm dụng khi xây dựng, nên vợ ông đã bị Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung phạt 5 triệu đồng và tháo phần dư dôi của căn nhà. Sau khi vợ tôi nộp phạt cho Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung thì công trình vẫn được tồn tại và chúng tôi cam kết không xây dựng thêm nữa. Ông Tê cho hay, có nghĩa là vợ ông lạm dụng, vợ ông bị phạt, không phải ông. Ông sang trọng hơn vì muốn sống ẩn dật nên xây nhà trên núi để ở, đọc sách chữa bệnh. Ô hay, ai muốn sống ẩn dật cũng lên núi xây nhà thì núi đâu đủ để xây. Ai muốn đọc sách cũng lên đồi xây nhà trái phép thì loạn mất. Về chuyện tháo dỡ nhà xây dựng trái phép, ông Thăng nêu ý kiến, nếu muốn xử lý triệt để thì phải làm hết. Nhà nào xây dựng trái phép trên núi này phải cưỡng chế hết, vậy thì tôi đồng ý. Ông Thăng có quan điểm rất không đúng đắn. Ông là cán bộ lãnh đạo, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định thì phải nêu gương, nếu người khác làm sai vi phạm pháp luật ông phải ngăn cản, tố cáo. Đằng này ông thấy người khác làm sai ông cũng làm theo, hoặc là thấy ông làm sai nên nhiều người khác làm theo. Ông Thăng từng là giám đốc sở, cho dù là về hưu cũng giữ hình ảnh cho lãnh đạo địa phương bằng cách chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Nếu vi phạm xây dựng trái phép thì chủ động tháo dỡ, không thể đòi chính quyền phải xử lý người khác thì mình mới thực hiện. Đó là vụ riêng của ông Nguyễn Thăng. Còn tại khu vực suối Trầu ở tổ 49 khu vực 5 phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, còn nhiều công trình trái phép khác đã bị các ngành chức năng phát hiện xử lý nhưng vẫn tồn tại. Tại sao không xử lý dứt khoát? Chẳng lẽ ở đây toàn quan hưu sống ẩn dật và đọc sách hay sao? Nghị quyết khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã khóc khi chính phủ ban hành nghị quyết 33. Từ giữa năm 2022, thị trường bất động sản không còn diễn ra những cảnh nhà đầu tư xếp ô tô hàng dài để xem, mua đất nữa, thay vào đó là không khí trầm lắng bao trùm thị trường. Càng về cuối năm 2022 thì những tiếng la thất thanh càng nhiều. Các doanh nghiệp nhỏ ngộp hết, còn các ông lớn cũng đành tuyên bố đơn phương phá vỡ cam kết đồng hành với khách hàng, chấp nhận mang tiếng bộ tín vì mất thanh khoản. Ông chủ một tập đoàn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ quý 4 năm 2022 đã không còn tiền trả lương vì hàng bán không được trong khi chạy vạy khắp nơi để lo tiền đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2023, thị trường bất động sản đã rơi vào khủng hoảng với số doanh nghiệp phá sản tăng 40%. Chưa dừng lại ở đó, thị trường xuất hiện hàng loạt tin đồn khiến người cần nhà hoang mang giữ chặt túi tiền. Không mua mới đã đành, ngay cả các dự án đang mua, không ít khách hàng cũng dừng thanh toán để nghe ngóng. Cái khó bó hết mọi con đường, thị trường bất động sản chưa bao giờ bế tắc đến thế. Mỗi một cuộc họp trôi qua không có giải pháp là thêm một lần lòng tin bị bào mòn. Trong bối cảnh ấy xuất hiện hai luồng ý kiến. Một thì cho rằng nên có những biện pháp để giải cứu ngành bất động sản bởi nó sẽ liên quan rất lớn đến nền kinh tế. Ý kiến còn lại thì cho rằng nên phải để ngành bất động sản phải tự tìm cách giải quyết để những ông lớn đầu cơ tích trữ nhận bài học đắng. Khi đất sốt thì bán giá trên trời, bỏ túi nghìn tỷ, nay thất bát thì lại kêu giải cứu. Vậy những người dân mãi không mua được đất thì ai giải cứu họ? Bản thân chính phủ khi nhận định tại những buổi hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đều khẳng định rằng cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cần cùng gỡ khó khăn cho bất động sản để cùng phát triển chứ không ai giải cứu cho ai. Tinh thần ở đây là lợi ích hài hòa, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đã nêu rõ. Tuy nhiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc gỡ khó cho ngành bất động sản, chính phủ đã quyết tâm gạt bỏ hết những rào cản để mỗi cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp được có cơ hội phát huy hết tinh thần, hợp tác vì lợi ích chung. Và đó cũng là lý do nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững ra đời. Nghị quyết đã đánh giá chính xác, bắt đúng bệnh của thị trường bất động sản hiện nay, xác định cụ thể các khó khăn vướng mắc chủ yếu. Đặc biệt, chính phủ đã chỉ đạo tổng thể các giải pháp và giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng bộ ngành địa phương, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp bất động sản. Đó phải là ưu tiên mọi nguồn lực để thanh toán nợ, đặc biệt là nợ trái phiếu, chủ động nghiên cứu giá cả, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Theo tinh thần nghị quyết mới của chính phủ, hai nút thắt chính của thị trường bất động sản là vướng mắc pháp lý và nghẽn dòng tiền sẽ được tháo gỡ.
Cụ thể, về vốn, doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được xem xét giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro với các phân khúc bất động sản. Các ngân hàng thương mại có biện pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường. Đặc biệt, nghị quyết đã tạo điều kiện hết mức cho các doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu và chung tay vào mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, giúp những người dân nghèo có cơ hội chạm tay vào căn hộ bạc tỷ với nguồn vốn ban đầu nhỏ. Từ đó tạo động lực lớn để những thành phần lao động chính của đất nước có thêm động lực cống hiến và phấn đấu khi bản thân họ đã an cư, lạc nghiệp. Có thể nói, nghị quyết 33 như nắng hạn gặp mưa rào, giúp giải quyết ổn thỏa hết mọi nhu cầu của xã hội. Chính phủ đã mở đường, hy vọng các bộ ban ngành ở dưới phải noi gương và quyết tâm thực hiện. Sự chây lì chậm trễ sẽ khiến một nghị quyết kịp thời trở nên xa vời trong quần chúng nhân dân. Siêu lừa Hà Thành bị đề nghị mức án tù chung thân. Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Kiểm sát, Hà Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để vay tiền ngân hàng. Hành vi của Thành và các cựu cán bộ ngân hàng có mức sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Việt Á Banh, VAB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, NCB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, BVcombank. Chuyển sang phần tranh luận sau 7 ngày xét hỏi. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội của cơ quan tố tụng, đồng thời đưa ra mức án đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt đối với các bị cáo. Theo đó, Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị tù chung thân. Các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch Đông Đô và Đặng Thị Quỳnh Hương, trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch Đông Đô của Việt Á Banh bị đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù. Giám đốc chi nhánh Hà Nội, trưởng phòng giao dịch Đông Đô của Việt Á Banh Quản Trọng Đức bị đề nghị từ 15 đến 17 năm tù. Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty Aerocell 15 đến 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Mai Phương bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 13 đến 15 năm tù. Nguyễn Thanh Bình từ 7 đến 8 năm tù. Trịnh Trung Kiên 7 đến 8 năm tù, Đỗ Minh Đức 9 đến 10 năm tù, Bùi Văn Tuấn 9 đến 10 năm tù. Các bị cáo Đặng Thị Thu Hòa, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân cùng bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 36 tháng tù treo. Những bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, Hà Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy lòng tin của ngân hàng nhằm vay tiền. Hành vi của Thành và các cựu cán bộ ngân hàng có mức sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của tổ chức tín dụng và người gửi tiền. Về dân sự, theo đề nghị của cơ quan tố tụng, Hà Thành có trách nhiệm bồi thường 248,9 tỷ đồng cho VAB, 49,4 tỷ đồng cho BVcombank, 47,5 tỷ đồng cho NCB và bồi thường cho những cá nhân gửi tiết kiệm, đồng sở hữu với bị cáo. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị VAB trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 20 tỷ đồng, NCB trả lại cho ông Toàn 50 tỷ đồng và BVcombank trả lại cho ông Toàn 52 tỷ đồng. Đối với các số tiền khác liên quan tới Thành ở những ngân hàng này, Viện Kiểm sát đề nghị giải quyết trong vụ án khác. Theo cáo buộc, từ năm 2016 đến năm 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Thành vay của người sau trả cho người trước. Qua các mối quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn. Sau đó bị cáo đề nghị được gửi đồng sở hữu, rồi lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn. Do không có hoạt động kinh doanh từ đầu tháng 6 năm 2018 đến cuối tháng 11 năm 2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Kể từ lúc này, bị cáo thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng nêu trên và các cá nhân khác nhau. Viện Kiểm sát xác định, tại ngân hàng NCB, Thành đã vay 50 tỷ đồng của Đặng Nghĩa Toàn bằng hình thức gửi tiền tiết kiệm, sau đó đưa sổ cho bị cáo giữ. Tiếp đến, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng pháp nhân công ty Jungho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công ty nợ với công ty Aerocell đã dừng hoạt động từ năm 2017 và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Nguyên. Các bị cáo đã lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng giải ngân để chiếm đoạt 47,5 tỷ đồng của ngân hàng này. Tại ngân hàng BVcombank, Viện Kiểm sát xác định Thành vay Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng, cũng bằng hình thức trên, sau đó thực hiện các thủ đoạn giống với tại VAB để chiếm đoạt 49,4 tỷ đồng của ngân hàng. Tại ngân hàng VAB, Thành vay 9 người, tổng 356,5 tỷ đồng, rồi nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương, trưởng phòng khách hàng, phòng giao dịch Đông Đô chạy dòng tiền. Bị cáo còn câu kết với các nhân viên ngân hàng, lợi dụng sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, yêu cầu VAB phát hành các hợp đồng tiền gửi trái quy định, đề nghị đại diện ngân hàng ký giấy ủy quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản, rồi giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để vay tiền tại VAB. Sau đó, Thành dùng thủ đoạn gian dối,
với sự giúp sức của nhân viên ngân hàng đã vay và chiếm đoạt của VAB hơn 273,8 tỷ đồng, chiếm đoạt của một cá nhân 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát xác định Thành và Hương còn lừa 3 cá nhân khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt 58 tỷ đồng. Xét xử 62 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát truy tố 62 bị can về tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền với tổng số tiền các bị can đã đánh bạc với nhau gần 1.000 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá và 58 bị cáo khác. Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỷ đồng do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã triệt xóa từ năm 2021. Vụ án này có nhiều bị cáo nhất ở An Giang đến thời điểm này. Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yên thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại, 8 máy in, 3 máy fax, 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 27 máy tính, 8 iPad, 1 máy photo, 12 xe mô tô, 5 xe ô tô, nhiều phơi ghi lô đề, số đề và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2018 đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo, tên Sang Nguyễn, Trần Nguyễn, Hiền Nguyễn, Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn giúp sức cho Liên để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam. Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác chưa rõ họ tên, địa chỉ để hưởng tiền hoa hồng. Kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Thị Thủy Liên, được cho là cầm đầu vụ án đánh bạc, cáo trạng đã truy tố từ tháng 1 năm 2018 đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thị Thủy Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Cuối, Lê Hoàng Lâm đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỷ đồng. Thu lợi bất chính trên 1,2 tỷ đồng, đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỷ đồng, thu lợi trên 8,5 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 sẽ tuyên án các bị cáo.